Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tiếng Đích Shop thì không khí Tết nó đang ùa về ùa về dần với chúng ta rồi đúng không? Và các bạn đã lựa chọn được một sản phẩm để chúng ta có thể sử dụng cho cái mùa Tết này chưa? Nếu các bạn đang chưa lựa chọn được thì đây, hôm nay Tiếng Đích Shop sẽ giới thiệu cho các bạn một vài các cái dòng sản phẩm để các bạn có thể lựa chọn và sử dụng cho cái mùa Tết này nhá. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, không thể nào bỏ qua là những cái tên nó quá viral, quá nổi tiếng. Ở đây trên ta mình đang có KV Murphy Road Rider và Blue Man Cavalry Clay. Đối với KV Murphy Road Rider thì đây được coi là một trong những sản phẩm rất dễ dùng và chúng ta có thể dùng được trên đa dạng nền tóc khác nhau. Các bạn tóc mỏng tóc dày hoặc thậm chí tóc khó bảo, tóc chìa thì cái sản phẩm này nó đều handle rất là ok. Có chăng cái độ khô của sản phẩm này cũng sẽ là một vấn đề nhỏ nhỏ thôi bởi vì những bạn nào mà tóc quá dài rồi ấy thì cái độ kết dính và độ khô của sản phẩm này đâu đó sẽ làm cho chúng ta hơi cảm thấy khó chịu một chút. Còn đối với Blue Man Caval Clay hay chúng ta hay gọi là ngựa vằn đấy thì đây là một trong những sản phẩm xử lý rất tốt những mái tóc dày. Ờ, chỉ cần là tiêu chí dày thôi, chúng ta sử dụng sản phẩm này rất ok. Các bạn ngắn, dài không thành vấn đề, nó sẽ xử lý rất tốt, thậm chí cả những kiểu tóc chúng ta cần độ giữ nếp cao chẳng hạn thì sản phẩm này cũng sẽ đáp ứng rất tốt cái điều đó. Nó cho chúng ta một độ mượt mà thoải mái mỗi khi mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm em tóc nhưng cái độ nặng của sản phẩm này cũng chính là nhược điểm khi mà chúng ta chỉ sử dụng được sản phẩm này trên những cái nền tóc dày và khỏe thôi còn đối với những bạn tóc mỏng thì đây không phải là một lựa chọn quá hợp lý đâu nhá còn nếu mà các bạn đang muốn một cái outlook lúc nó bóng bẩy nó lịch sự nó nhã nhặn hơn thì đây trên tay mình đang là một số sản phẩm pomade các bạn cũng có thể tham khảo qua xem sao đối với cái mùa tết lần này thì mình khá là recommend cho các bạn sản phẩm suavecito firm clay thì đây cũng được coi là một trong những sản phẩm sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều cho cái việc mà chúng ta tạo kiểu đa dạng và cái việc tạo kiểu lại đối với sản phẩm này cũng khá dễ dàng. Bởi vì so với các dòng sản phẩm clay pomade thông thường thì, thì đây cũng là sẽ là một trong những cái sản phẩm nó cho chúng ta khả năng tạo kiểu lại và độ khô nó cân đối nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo qua một dòng sản phẩm pomade giá rẻ. Và trên tay mình đây là Murray, đây là một con pomade giá nó rất là giá hạt rẻ. Bên cạnh đó thì cái hiệu năng của sản phẩm Murray này vào cái thời tiết mùa đông như này thì được coi là một trong những hiệu năng rất tốt. Nó cho chúng ta độ ổn định tốt này, giữ form tóc tốt này. Bên cạnh đó một trong những điều mình đánh giá rất cao đối với sản phẩm này đó chính là cái giá thành chúng ta chi ra cho cái sản phẩm này. Ấy. Nó rất là rẻ. Và một trong những cái option các bạn cũng không nên bỏ qua trong mùa Tết này. Đó chính là Diaper Den Heavy Hold. Tại sao mình lại cho sản phẩm này vào trong cái mùa Tết. Để chúng ta có thể sử dụng. Bởi vì thứ nhất. Theo thông số của nhà sản xuân đây là một sản phẩm gốc dầu nhưng mà việc mà chúng ta trải nghiệm cũng như là gội xả cái sản phẩm này đi thì nó cho chúng ta một cái trải nghiệm không khác gì một sản phẩm gốc nước cả gội rất dễ này trải nó rất là trôi này bên cạnh đó ấy, có một chút yếu điểm đối với sản phẩm này khi mà các bạn sử dụng cũng nên lưu ý một chút đó chính là cái độ kết dính của sản phẩm này mặc dù là mang tiếng là một sản phẩm bốc mít gốc dầu ấy nhưng mà cái độ kết dính của sản phẩm này nó khá là yếu nó sẽ phù hợp dành cho những bạn nào có mái tóc dài tầm khoảng 13 cm đổ lên lúc đấy chúng ta chỉ cần hơi một chút độ kết dính nhỏ thôi là cái phong tóc của chúng ta được ổn định và đẹp rồi thì nó sẽ là một sản phẩm cực kỳ lý tưởng và cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một số có sản giá rẻ dành cho những bạn học sinh sinh viên nếu mà các bạn đã không có quá nhiều nguồn kinh tế để sở hữu những sản phẩm cao cấp thì đây trên tay mình hoàn toàn là những sản phẩm có giá thành nó hạt rẻ thôi nó học sinh sinh viên thôi nhưng mà cái chất lượng của nó cũng khá ổn định nhá Đầu tiên thì các bạn có thể thấy trên tay mình đang là Rusty Lab Clay Walk. Nếu mà các bạn đã từng sử dụng cũng như là nghe review về sản phẩm này rồi thì đây được coi là một trong những phiên bản Kevin Murphy Road Rider của thị trường Việt Nam vậy. Nó cho chúng ta từ hiệu năng đến mùi hương, nó giống được khoảng 80% so với sản phẩm Kevin Murphy Road Rider. Bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những gương mặt khá mới bởi vì dạo gần đây chúng ta mới có thể dần dần thấy nhiều những cái phiên bản như thế này và xin giới thiệu các bạn, đây là Sài Gòn Hustler Styling Clay. Và đặc biệt cái line sản phẩm của Sài Gòn Hustler ấy nó rất là dày, đa dạng từ pomade đến clay đến wax, ôi nó đầy đủ lắm, kể cả những sản phẩm pre styling và đặc cái đặc điểm ở đây là gì, giá thành của nó cực kỳ hấp dẫn sinh, sinh viên, các bạn có thể thoải mái sở hữu những cái sản phẩm này mà không phải quá lăn tăn đâu, giá thành của nó sẽ dao động đâu đó khoảng tầm từ 2 cho đến 300k tùy từng nơi bán, nhưng cái đa dạng về option sẽ là một trong những cái điểm mạnh của cái line này và cuối cùng trên tay mình đây đang là original clay thì nếu mà các bạn chơi tóc quen hoặc là các bạn sử dụng các dòng sản phẩm vuốt tóc từ trước đến nay thì ai chẳng hay lạ gì cái sản phẩm này đúng không từ những phiên bản đầu tiên ra mắt ở thị trường việt nam thì chúng ta đã được quen biết với sản phẩm này rồi từ những phiên bản hồi bóng chảy đến tận bây giờ original clay vẫn giữ được cái chất đó vẫn là một độ khô nhẹ nhàng vừa phải bên cạnh đó thì cái độ dứt nếp của sản phẩm này thì cũng nó cũng không quá cao đâu nhưng mà nó sẽ vừa đủ để các bạn có thể giữ được cái form tóc ổn định form tóc các bạn có thể thoải mái sử dụng sản phẩm này để chúc Tết để chơi Tết mà rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì cái mùi hương của sản phẩm này cũng khá là Tết nữa. Bởi vì cái mùi hương của sản phẩm này nó rất là mùi hương cola chanh. Mùi của nó khá là mát mẻ và thoải mái cho nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm như này nó cho chúng ta một cái form tóc nó khá tự nhiên. Và đó là recommend của Tiny Shop dành cho những cái sản phẩm mà Tết sắp tới. Các bạn có thể sử dụng thử xem sao. Và tất nhiên nếu mà các bạn đang cần bọn mình tư vấn thêm hoặc là cần mình review hoặc phân biệt bất kể sản phẩm gì thì các bạn hãy nhớ để lại dưới phần comment để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nhé.